Rồi, chào các bạn. Tôi nhận được câu hỏi của bạn Vương. Bạn Vương hỏi tôi là bài tập 11 BC thì dùng định thức xác định hệ vector có là cơ sở của I3 hay không. Tôi giả định rằng cái này là bài tập ở chương 3. Chú ý nhớ nói kỹ cái bài tập ở đâu nha. Rồi. Bài tập chương 3. Bài tập ở chương 3. Bài số 11. Rồi, bài số 11. Rồi, nói là B và C. Rồi, ok. Thế thì cái vấn đề quan trọng đặt ra ở đây là chúng ta sẽ xem lại ở trong cái phần về giáo khoa. Thì chương 3 rất là cái vấn đề về cơ sở. Đây, cơ sở. Thế thì vấn đề quan trọng đó là nếu mà ta có E1, E2, EN mà nó là cơ sở khi mà nó sinh ra và nó độc lập tuyến tính. Cái khái niệm về sinh ra và độc lập tuyến tính thì chúng ta đã đề cập ở trên. Đó, thế thì cái vấn đề quan trọng đặt ra ở đây là khi chúng ta kiểm một cái hệ các cái vector mà nó là một cơ sở thì chúng ta cần phải làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ta kiểm rằng nó là nó ta kiểm xem là nó có độc lập tuyến tính không là một. Thứ hai, nó là cơ sở hay không là hai. Rồi, và đó là cái ý chính mà chúng ta cần coi ở đây. Vậy thì chúng ta coi lại nha, cái phần mà chúng ta cần dùng ở đây đó là cơ sở và số chiều. Ở đây đặc biệt chúng ta sẽ xem cái khái niệm về số chiều. Rồi, và sau đó là chúng ta sẽ dùng nó nha. Vậy thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái bài mà cái bài mà bạn Vương hỏi, tức là nằm ở trong chương 3, đó là cái này. Và chúng ta sẽ coi thử lại nhé. Tại sao ở đây chúng ta không làm? Rồi. Thế thì cái hệ của mình á, câu B và C, thì cái hệ của mình là gồm các cái vector câu B, thì hệ của mình á là B2 là gồm các vector là 1 2 3, 0 2 3 và 0 0 5. Thế thì cái điều quan trọng nó đặt ra ở đây là như vậy, là nó sinh ra hay không, muốn biết nó sinh ra hay không, tức là B2 có sinh ra R3 hay không là một chuyện, và cái thứ hai là B2 độc lập tuyến tính hay không là hai chuyện. Thì ta phải coi lại cái hệ này được gọi là sinh ra R3 khi nào? Khi mà ta lấy một cái vector U bằng ABC bất kỳ nằm trong R3, thì chúng ta xem là cái vector U, cái này ta gọi là E1 nha, cái này ta gọi là vector E2, cái này ta gọi là vector E3. Thì câu hỏi là ta có tìm được x1, x2, x3
sao cho u nó là x1 ơ 1 cộng x2 ơ 2 cộng x3 ơ 3. Như vậy, muốn chứng minh là nó sinh ra R3, thì chúng ta phải chứng minh rằng bất cứ vector u nào cũng đều có dạng này. Đó, thì cái đó thì bạn coi lại ở trong phần giáo khoa, trong chương 3, đó là cái phần sinh ra. Đây, đâu rồi, đây là không gian con, rồi đây là không gian vector, chỗ này là không gian con, rồi cái khái niệm về tổ hợp tuyến tính, rồi rồi thế thì ở đây nè, đó các bạn chú ý cái paragraph này bạn Vương, đặc biệt khi không gian con sinh bởi S mà bằng V thì ta nói rằng S sinh ra V, khi đó mọi vector của V đều là một tổ hợp tuyến tính của S, nghĩa là ứng với mỗi vector V ta tìm được k1 k2 kn sao cho nhá. Như vậy thì bây giờ để tôi sửa lại cho nó giống cái ký hiệu mà trong đó. Tức là ta nói là V, ta nói là K1 nha. Tôi làm như vậy để cho bạn thấy nó khớp với trong tài liệu. K1, K2, K3 sao cho V là bằng K1, K2, rồi K3. Rồi, vấn đề quan trọng là khi đây là một cái sự bằng nhau giữa hai vector. Ơ1, Ơ2, Ơ3 là các vector trong R3. V cũng là vector trong R3. Hai vector bằng nhau, vậy thì các thành phần của nó bằng nhau. Cho nên chúng ta sẽ nhận được một đẳng thức vector sẽ cho ta một hệ ba phương trình. Rồi, ví dụ trong tài liệu các bạn coi. Đây, chẳng hạn như ở đây là cái bài ta lấy cái ơ một là cái này, ơ hai ơ ba là cái này, đây là ta lấy V là một cái vector cụ thể. Vậy thì nếu mà cái sự bằng nhau này tương đương với hai vector bằng nhau, nó sẽ cho ra hệ phương trình. Rồi bây giờ ở đây chú ý nè, nó nói nếu hệ có nghiệm có nghĩa là V là một tổ hợp, còn nếu không, nếu hệ này vô nghiệm thì ta nói V không là tổ hợp. Đó là ứng với V bằng giá trị 2, 4, 6 cụ thể. Rồi, bây giờ nếu mọi vector thì ta sẽ lấy V là vector ABC bất kỳ, thì chúng ta sẽ có cái này. Thế thì vấn đề quan trọng đặt ra ở đây, ta có 3 phương trình 3 ẩn. Thì chúng ta biết rằng nếu 3 phương trình 3 ẩn này mà nó luôn luôn có nghiệm, thì điều đó có nghĩa là cái hệ này nó sẽ là hệ Cramer. Mà hệ Cramer thì điều kiện là định thức của cái ma trận các hệ số này là phải khác không. Còn nếu mà cái định thức của cái ma trận các hệ số này mà bằng không, thì có khả năng là ta tìm được ABC sao cho nó vô nghiệm. Vì vậy cho nên đối chiếu lại với cái bài của mình, thì chúng ta xét cái hệ nào. Đối chiếu lại cái này thì cái phương trình của nó là K1 Ơ1 cộng K2 Ơ2, cho nên thế vô nó sẽ là K1 cộng cho K2 Ơ2 nhân 0 không tính, cộng cho K3 Ơ3 nhân 0 không tính. Như vậy cái này là K1 bằng thành phần thứ nhất của V là A. Phương trình thứ nhì là K1 Ơ1 là 2K1 cộng K2 Ơ2 là 2K2
cộng cho k3 ơ3 là không ơ k3, cho nên cái này vế trái và nó bằng cái thành phần thứ nhì là b. Thành phần thứ ba, thành phần thứ ba là k1 nhân 3 là 3k1. K2 ơ2 là 3k2. K3 ơ3 là 5k3 bằng c. Nếu hệ này luôn luôn có nghiệm, nếu hệ này luôn luôn có nghiệm bất chấp ABC, hệ này có nghiệm luôn luôn có nghiệm bất chấp ABC, thì khi đó ta sẽ kết luận nó sinh ra. Đó, ta, đó là mới chỉ nói sinh ra thôi. Ở đây chúng ta có một cái hệ này gồm 3 phương trình, 3 ẩn, mà ma trận các hệ số của nó là 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 5. Đây là ma trận các hệ số, và chúng ta tính cái định thức của nó. Và như trong cái trường hợp của mình, là mình xét cái định thức của cái ma trận đó. Thế thì cái ma trận mà chúng ta xếp ở đây đó, đó là chú ý rằng cái ma trận ở trong trong tài liệu, tức là cái ma trận này, là cái ma trận 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 5. Rồi. So với cái ma trận mình là 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 5, đổi hàng thành cột. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Chỉ có điều là khi chúng ta viết cái ma trận mà như ở trong tài liệu đó, thì có nghĩa là chúng ta sắp ba cái vector này theo dòng, hay là trong 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 trường hợp này tức là ba vector này theo cột, thì chúng ta biết là ma trận A và cái ma trận chuyển vị của nó đó thì định thức là bằng nhau. Do đó chúng ta chỉ cần xét cái ma trận này. Nếu cái ma trận này định thức khác không, vậy thì hệ này là hệ Cramer. Mà nếu là hệ Cramer thì nó luôn luôn có đúng một nghiệm. Vậy nó vừa sinh ra và nó vừa độc lập tuyến tính. Ngược lại, nếu mà cái định thức này mà bằng không, định thức này bằng không, thì nếu chúng ta nói theo cái ngôn từ về hạng, ngôn từ về hạng, thì có nghĩa là cái ma trận các hệ số này có hạng nhỏ hơn 3. Mà bên đây là ABC bất kỳ, cho nên cái ma trận mà bổ sung của nó thì có cái hạng lớn hơn. Vậy hệ này có khả năng vô nghiệm, có nghĩa là có giá trị ABC nào đó để cho nó vô nghiệm. Mà nếu nó vô nghiệm thì nó không sinh ra. Do đó trong trường hợp là bài 11, câu bài 11, câu A, nếu chúng ta viết phương trình ra thì chúng ta sẽ thấy rằng cái phương trình của nó đấy, ở đây chỉ có hai vector, và như vậy chúng ta có ba phương trình hai ẩn. Mà nếu ba phương trình hai ẩn thì chúng ta có thể chứng minh được rằng nó không luôn luôn tồn tại nghiệm. Cho nên là chắc chắn cái hệ B1 này sẽ không sinh ra R3. Còn cái hệ dưới này là 4 vector, thì chúng ta sẽ có 3 phương trình 4 ẩn. Và chúng ta sẽ kiểm chứng được rằng là cái 3 phương trình 4 ẩn đó, đó là nó sẽ phương trình thuần nhất của nó sẽ có nghiệm không tầm thường. Và như vậy là nó không độc lập tuyến tính. Ta sẽ kiểm được từng cái này. Còn trong trường hợp mà B, C, B và C thì chúng ta có 3 phương trình 3 ẩn. Mà 3 phương trình 3 ẩn thì chỉ khi nào mà nó là hệ Cramer, chỉ khi nào nó là hệ Cramer thì nó mới là cơ sở. Là bởi vì nó vừa sinh ra và nó vừa độc lập tuyến tính. Còn nếu định thức bằng không thì nó sẽ không là cơ sở. Rồi, đó là câu hỏi đầu tiên của bạn Vương. Rồi, bạn Vương đồng ý cái giải đáp câu hỏi đầu tiên của bạn chưa? Chúng ta giải quyết từng câu một. Rồi, bạn Vương đồng ý chưa?
Bạn Vương chú ý là chúng ta có một cái cửa sổ khác để trao đổi đó. Cái cửa sổ mà bạn đang dùng đó, nó là cái cửa sổ câu hỏi thôi. Đó. Rồi, bạn Vương đồng ý cái rồi, ok, tôi nhận được rồi. Như vậy là cái câu đầu tiên của bạn Vương là xong. Bây giờ câu hỏi kế tiếp, rồi bạn vẫn chuyên hay bị một cái là bạn không nói chương, cho nên là tôi giả định rằng cái câu hỏi kế tiếp của bạn là bài 16, cho nên là tôi giả định là chương 3 này, bài 16 chương 3. Rồi. Trước tiên cảnh tác vô ấy nấy, không để không để mà đỡ mất thời giờ, thì bạn hồi âm cho tôi biết là có phải đúng là cái bài 16 này không? Nha. Tôi nhắc lại cái câu hỏi để mà tránh, tại vì lúc nãy thì mà 11 AB gì đó, BC, cho nên là tôi đoán chừng nó như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn kiểm tra lại để kỹ để mà tôi trả lời. Tức là bạn trong câu hỏi kế tiếp đó là bạn nói là bài 16, thì câu hỏi của tôi có phải là bài 16 chương 3, tức là cái đang xuất hiện ở trên màn hình, đúng không? Rồi, tôi nhận câu hỏi. Nhớ nha bạn Vương, cũng như các bạn khác đó, đôi khi các bạn trao đổi đó thì các bạn lại hay thiếu cái thông tin, tại vì các bạn là các bạn đang quan tâm tới chương 3, cho nên là các bạn display nó các bạn đòi thông tin quá thiếu. Ok. Bây giờ ta xét cái tập V kép là cái này. Như vậy có nghĩa là V kép này chính là các nghiệm của cái phương trình x1 cộng x2 cộng x3 cộng x4 bằng 0. Mà ở trong giáo khoa thì chúng ta đã làm sẵn. Tức là nếu mà đâu chỗ không gian con. Đây. Chúng ta có nói là tập hợp tất cả các nghiệm của một hệ phương trình, tức là ta được cái chuyện này nha. Tức là tập hợp tất cả các nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất theo n ẩn số là một không gian vector con của Rn. Đó, ví dụ như trong ví dụ 5 thì chúng ta có cái này. Cái vấn đề quan trọng trong ví dụ 5 là thậm chí là người ta còn tìm được cái cơ sở và số chiều cho nó. Mà muốn tìm được cơ sở số chiều cho nó thì người ta giải cái hệ đó, và rồi người ta sẽ tìm được cái tập sinh cho nó. Nhưng cái ý đầu tiên mà trao đổi với bạn đó, đó là nếu như trong trường hợp cái bài, trong trường hợp mà cái trong trường hợp, trong trường hợp cái ví dụ của mình, trong trường hợp cái ví dụ của mình á, thì kiểm chứng rằng V kép là một không gian vector con của R4, thì do cái cách viết như vậy chúng ta đã thấy ngay, xác định ngay rằng nó chính là không gian nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Hệ đó chỉ có một phương trình, hệ đó chỉ có một phương trình mà tới 4 ẩn. Có nghĩa là cái tập nghiệm của nó là tập 4 con số mà thế vô đây nó thỏa. Rồi, và như vậy thì cái ý đầu tiên ở trong câu A, ý đầu tiên ở trong câu A là xong. Đó là do kết quả trong giáo khoa. Rồi, cái ý
Rồi, như vậy cái ý câu A là xong, đồng ý chưa? Rồi, tôi chưa nhận hồi âm nhưng mà tôi cứ giả định là xong đi. Bây giờ ý câu B. Câu B nói rằng kiểm chứng các vector này nằm trong V kép. V kép là tập các vector mà thỏa điều kiện này. Vector V1, ta chỉ cần kiểm lại coi nó có thỏa điều kiện này không là xong. Như vậy, nếu chúng ta nói một cách hình tượng, tức là V kép nó chính là tập các cái vector có 4 thành phần mà tổng 4 thành phần bằng 0. Vậy thì chúng ta kiểm xem các vector này tổng 4 thành phần có bằng 0 hay không. V kép là tập hợp xác định bằng người ta gọi là bằng phương pháp trưng tính, có nghĩa là xác định bằng một cái tính chất. Vậy thì nếu tính chất nó thỏa thì cái phần tử đó nằm trong tập hợp. Ở đây chúng ta kiểm lại thấy nó tất cả đều thỏa. Vậy các vector V1, V2, V3, V4 đều nằm trong V kép. Rồi, và như vậy là xong cái ý B. Rồi, ý B xong chưa? Ok, trong khi chờ đợi, bây giờ tới cái ý cuối cùng là ý C, là tìm xác định số chiều và tìm một cơ sở. Thì cái đó chính là cái mà ở trong cái phần về giáo khoa ta có đề cập đến. Đó là ta biết chắc chắn rằng kết luận được là tập nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là một không gian vector con. Ok, nhưng dùng phương pháp Gauss thì ta xác định được một tập sinh. Và ở đây là cái ví dụ, có nghĩa là giải phương trình đó ta sẽ tìm được cái dạng nghiệm tổng quát. Và với cái dạng nghiệm tổng quát đó thì ta tìm được các cái vector sinh ra nó. Hệ gồm, thí dụ trong ví dụ 5 này, hai vector này sinh ra nó. Vậy thì ta chỉ cần kiểm lại xem là nó có độc lập tuyến tính hay không nữa là xong. Mà với cái phương pháp Gauss thì chúng ta sẽ dễ dàng kiểm chứng được rằng hai vector này là sinh, là độc lập tuyến tính. Hai vector này sinh ra V kép mà lại độc lập tuyến tính. Thì khi đó ta sẽ nói rằng cái tập nghiệm này nè là sẽ có số chiều là 2 và nhận hai vector này làm cơ sở. Rồi, đó là cái ví dụ mà ở trong giáo khoa. Rồi, quay trở lại cái bài của mình. Cái bài của mình thì lại là cụ thể hơn, nó chỉ là một phương trình một ảnh. Tức là chúng ta chỉ có cái phương trình là x1 cộng x2 cộng x3 cộng x4 bằng 0, một phương trình một ảnh. Thì chúng ta đối chiếu lại với lại cái phương pháp Gauss thì khi đó chúng ta chỉ chọn một ảnh làm ảnh cơ sở, các ảnh còn lại trở thành ảnh tự do. Ví dụ như trong trường hợp mà ví dụ ở trong bài đó thì chúng ta chọn x1 làm ảnh cơ sở. Và vì vậy cho nên x2, x3, x4 trở thành ảnh tự do. Mà ảnh tự do thì được phép lấy giá trị tùy ý. Lấy giá trị tùy ý có nghĩa là chúng ta sẽ cho x2 bằng m bất kỳ, x3 bằng n bất kỳ, x4 bằng p bất kỳ. Và như vậy thì chúng ta sẽ tìm được là x là bằng trừ m trừ n trừ p x1. Vậy tóm lại các kinh nghiệm của nó là cái nghiệm trừ m trừ n trừ p, đó là x1, rồi m là x2, rồi n là x3, rồi p là x4. Và như vậy đây là tập nghiệm.
với MNP tùy ý. Sau khi xác định được tập nghiệm rồi, thì chúng ta dễ dàng thấy rằng bằng cách viết, chúng ta tách ra. Như vậy cái này nó sẽ là bằng trừ M00 cộng cho trừ N0 cộng cho trừ P00P. Cái này thì chúng ta lại viết lại. Chúng ta lại viết lại cái này, nó chính là bằng M lần vector trừ 1, 1, 0, 0, cộng cho N nhân vector trừ 1, 0, 1, 0, cộng cho P lần vector là trừ 1, 0, 0, 1. Vậy tóm lại, nếu mà như vậy thì có phải là cái tập nghiệm này nè chính là nó là tổ hợp tuyến tính của ba vector này, bởi vì MNP bất kỳ, vậy nó sẽ là không gian con sinh bởi ba vector là trừ 1 1 0 0, trừ 1 0 1 0, và cái vector thứ ba là trừ 1 0 0 1. Nó sinh, ta như vậy tập nghiệm nó sinh bởi ba vector này, và ta dễ dàng kiểm chứng được rằng ba vector này thì độc lập tuyến tính. Nó sinh ra tập nghiệm và nó độc lập tuyến tính, vậy nó là cơ sở. Và trong kết luận ở trong cái bài, trong ví dụ ở đây y hệt như vậy. Và như vậy nó sinh ra bởi ba vector này, và ba vector này độc lập tuyến tính, và do đó ta có là cái tập nghiệm có số chiều, xin lỗi, đó ở đây nó sinh bởi ba vector này, vậy thì nó là một cơ sở của ba vector này, và nó tạo thành một cơ sở, và vì cơ sở đó có ba vector cho nên số chiều nó là 3. Rồi, và như vậy là xong ý C luôn, và như vậy đồng ý chưa? Rồi, như vậy là cái ý B và ý C. Và như vậy là cái câu hỏi thứ nhì. Câu hỏi thứ nhì của bạn Vương là đồng ý chưa? Ok, rồi như vậy là xong cái câu hỏi thứ nhì của bạn Vương. Rồi ok, còn cái cuối cùng thì lại bạn lại gửi ở bên câu hỏi, tức là bài tập chương 3, em bạn quyền nói. Rồi ok. Rồi như vậy rút kinh nghiệm ha. Tức là đôi lúc các bạn là các bạn tự hiểu lấy, nó là chương 3 tại vì các bạn mở ra trước mặt. Cho nên các bạn quyền nói, ok. Rồi. Rồi bạn Quỳnh Anh có câu hỏi gì không? Rồi, tôi không thấy bạn Quỳnh Anh lên tiếng, không biết bạn Quỳnh Anh còn đó hay, bạn Quỳnh Anh còn online mà. Chú ý các bạn online, thí dụ như là tôi biểu dương bạn Vương,
Vấn đề quan trọng là online là các bạn phải có câu hỏi. Nếu các bạn không có câu hỏi thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là bạn hiểu tất cả và bạn làm được tất cả. Và khả năng thứ hai là bạn không đọc, không làm, không thử, mà xác suất để cho khả năng thứ hai xảy ra là thấp. Chú ý rằng tất cả những cái lời dạy của tôi ở đây đó, nó rất là vắn tắt, và nó sẽ dính tới cái chỗ ở trong giáo khoa. Giống như lúc nãy mà tôi trả lời mà hướng dẫn cho bạn Vương đó, thì bạn thấy có nghĩa là đôi lúc bạn đọc cái phần ở trong giáo khoa đó, nghe cái phần giảng thì nó lướt, cho nên là khi đó bạn làm không được, không hiểu. Ở đây nó chỉ là đó, ngay cả như là trong cái phần lời giải này á, thì thường là tôi giải rất vắn tắt đó. Ví dụ như bài 17 thì tôi cho đáp số, là bởi vì lý do là cái mà như thế này đó là ở trong giáo khoa thì tôi có giới thiệu rồi, cho nên phải đọc trong giáo khoa. Và không đảm bảo rằng cái đáp số này nó trúng, nó có nhiều cái trật, đã từng có những cái phát hiện trật rồi. Mà trật hay trúng không quan trọng. Bây giờ giả sử như là chả lẽ mà giả sử tôi tiết lộ bí mật cho các bạn biết là cái bài này sẽ là bài đi thi, cái rồi các bạn học thuộc lòng à? Vô ích nha. Vì vậy cho nên rồi cơ bản là hết câu hỏi. Thì tôi chỉ nói một cái điều cuối cùng là như thế này. Bữa hôm tuần trước thì tôi có nói rồi, đó là tôi phải đi công tác khoảng 2 tuần. Và vì vậy cho nên có khả năng tôi bị vướng hai cái thứ bảy, tức là thứ bảy này và thứ bảy sau. Tuy nhiên thì tôi dời được cái ngày đi, cho nên là tôi đảm nhận được cái buổi hôm nay. Vì vậy cho nên là cái khả năng rất lớn là cái thứ bảy sau tôi không làm được. Tôi chỉ nhắn trước như vậy rồi thì các bạn chịu khó theo dõi cái thông báo nha. Và hy vọng rằng trong cái khoảng thời gian mà dù là tôi đi vắng, tôi đi công tác á, thì các bạn cũng nên ha, giống như bạn Vương phát huy. Ví dụ như bây giờ là bạn đã làm được qua chương 3 là coi như là rất tốt rồi ha, phát triển tiếp đi. Còn Quỳnh Anh cũng như các bạn khác không online đó, thì các bạn phải làm. Mọi thứ là các bạn đã có trong tay khá đầy đủ nha. Do đó mà lại còn cái buổi online này là cái buổi để giải đáp thắc mắc. Vì vậy cho nên các bạn phải cố gắng. Thôi, chúng ta nghỉ ở đây. Chào các bạn.